đi nào các bạn ơi. Usa. Wow, các bạn ơi. Ê, cái gì đây nhỉ? Hi. Wow. Ồ, các bạn ơi, rất là nhiều xe đồ chơi ở đây này. Ai xa. Ha ha. Đây là em xe gì đây các bạn ơi? À, đây là một em xe tải ben đang chở rất nhiều em máy xúc ở trên này này các bạn này. Wow. Mình sẽ cho đi thử nào. Wen 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 wen. Wow. Các bạn thấy em này đi giỏi không? Đi tiếp nhá. Wen chiu. Wow. Em này bị ngã rồi. Hey, các bạn ơi. Mình nhặt được một em máy ủi này. Cho lên đây nhá. À, đây là một em máy xúc này. Đấy. Đây là một em máy xúc Ecavito này. Em này cần dài nhé các bạn nhá. Mình sẽ nhặt hai em này. Đấy, mình cho vào trong rổ nhá. Wow, rất là nhiều đồ chơi các bạn ơi. Xem nào. À, đây còn một em xe ben này các bạn này. Wow. Mình sẽ cho em xe ben đi về nào. Lên đi xuống bậc nào. Chiu chiu chiu. Wen. Chiu. Tiếp tục nha các bạn ơi. Ha. Đây là một em xe cần cẩu này các bạn này. Đấy. Đang chở một em xe máy. Em xe máy đội mũ bảo hiểm nha. Ha ha. Chuẩn bị nào. Wen. Chiu pam pam. Các bạn ơi, đây là một em mô tô đua. Xe máy đua nha các bạn nha. Đấy, wen. Một em cần cẩu. Mình sẽ nhặt hai em này về xong để mình tắm rửa cho các em ý các bạn nhé. Vì hai em này rất là bẩn, toàn bùn thôi các bạn ơi. Nào, đây nữa này các bạn này. Một em máy xúc này. Wen. Chiu. Wow. Em này quay được không? À, cái cần này hơi cứng các bạn ơi. Một em Excavato 3886 nhá. 3686. Úi dồi ôi, có biển số luôn. Wen. Rồi. Wow, các bạn ơi. Đẩy hết một cái giỏ của mình rồi. Mình sẽ đem về đi tắm cho các em ý các bạn nha. Let's go các bạn ơi. Cùng mình đi rửa đồ chơi nha. À, các bạn thấy nhiều đồ chơi không? À, đây là một em xe mô tô này các bạn này. Mình sẽ rửa em này nha. À, em này quá là bẩn luôn này các bạn ơi. Wow. Úi chà. Wow. Chiu chiu. Lisa các bạn ơi. Một em xe mô tô các bạn này. Nhìn rất là xịn sò luôn các bạn nhé. À, cái bác lái mô tô này bác còn đội mũ bảo hiểm cơ. Đấy. Lisa. Wen. Chiu chiu. Hehe. Cho lên đây nhìn cho đẹp trai nhé các bạn nhé. Đấy. Wow. Tiếp tục đi các bạn ơi. Ai xà, em này là em gì đây các bạn ơi? Đây nào. Wow. Tạch. Chiu. Ý xà. La. Các bạn ơi, đây là một em máy bay quân sự đây các bạn ơi. Đây, em này có hai cái cánh quạt ở trên đầu này. Bay rất là khỏe các bạn nhá. Pích. Chiu. Đấy. Em máy bay này chuyên để chở quân đấy các bạn ạ. À, mình sẽ rửa tiếp em này là em gì đây nào. À, xem nào. Wow, các bạn ơi. Đây là một em tàu hỏa Thomas trên. Nhưng mà lại có cả máy xúc ở trên đầu nhé các bạn nhé. Một em tàu hỏa and Ecavito. Rồi, cho lên đây. Đấy. Tiếp tục nha các bạn ơi, xem nào. Wow, một em xe ben. Đấy. Wow, một em xe ben đung chắc này, màu xanh nhé các bạn nhé. Có cái ben màu vàng ấy các bạn ạ. Rồi, mình sẽ cho ra đây. Tiếp tục nha các bạn ơi. Wow, một em xe ben khổng lồ này các bạn ơi. Ai, em này là xe ben khổng lồ đấy. Wow, ui chà. Ui, em này to quá đi. Hey. Wow. Chà. Wow, ui chà. Wow, quá bẩn luôn các bạn ơi. Đấy. Các bạn ơi, đây là một em xe ben đun chắc này. Em này có cái ben màu đỏ nhá. Là cái đầu màu vàng các bạn ạ. Một em xe ben rất là to. Mình sẽ cho lên đây. À, rồi, tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, rất nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Những cái xe gì đây này. Wow, em xe gì đây. Xem nào. Wow. Chiu. Hello. Một em xe của đội cực nhanh của cảnh sát các bạn ạ. Đội cực nhanh SWAT. Đấy, Police SWAT nhá. Đấy, các bạn ơi, mình để ở đây nhá.
Này, mở cửa được này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Wow. Chiu. Ây da. Cho đứng đây nhá. Tiếp tục đi các bạn ơi, xem nào. Wow. Chiu chiu chiu. Toáng. Các bạn ơi, lại một em xe cảnh sát này. Em này là xe cảnh sát màu trắng các bạn nhá. Police car. Ây da. Có quả đèn xanh đỏ hơi bị đẹp luôn nha các bạn nha. Đấy, cho đây nhá. Huy da, xịn sò chưa? Tiếp tục nào. Huy, em gì đây? Thế nào? Hello. GTI Garbage Truck. À, một em xe tải chở rác các bạn nha. Xe tải chở rác màu xanh lá cây này. Màu xanh lá cây để tượng trưng cho bảo vệ môi trường đấy các bạn ơi. Rồi, xem nào. Wen. Wow, em máy xúc để to quá đi các bạn ơi. Ây da. Wow. Wow. Chiu chiu chiu. Toáng. Wow các bạn ơi. Đây. Ui, một em máy xúc nha. Rất là to luôn. Rồi. Cực kỳ to các bạn ạ. Ui sao. Một em excavator. Wow. Rồi, mình sẽ rửa tiếp nhá. Nào. À, một em máy xúc nữa này. Toáng. À các bạn ơi, đây là một em máy ủi. Em máy ủi hay còn gọi là máy xúc lật nhá. Một em bulldozer. À, máy xúc lật màu đỏ. Rồi, cho ra đây. Wow. Tiếp tục nha. Wow, một em máy xúc cần dài này các bạn này. Em này cần quá là dài luôn các bạn ạ. Wow. Hi, các bạn ơi, một em excavator. Ui, em này cần hơi bị bự luôn. Wow, cần vừa dài vừa to luôn. Cho ra đây nhá. Đấy. Nào, xem nào, em gì đây? Hi hi hi. La 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 la. Wow, các bạn ơi. Đây là một em xe chở dầu các bạn ạ. Xe chở dầu có ghi chữ no smoking. Tức là không được hút thuốc các bạn nhá. Xe chở dầu rất dễ cháy nổ. Đấy. Mở nắp dầu. Ây da. Ok, cho lên đây. Tiếp tục nào. Ui, em xe gì đây? Nhìn cute phô mai que thế nhỉ. Wow, các bạn ơi. Một em xe của Spider-Man. Một em xe của siêu nhân nhện các bạn ạ. Đấy, cho ra đây nào. Em này đi trên cỏ luôn các bạn ơi. Đấy. Em gì đây, xem nào. Wow, một em Lamborghini. Nista. Rồi, xem nào. Wow, một em xe cần cầu rất to. La 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 la. Đấy. Mình sẽ rửa em này nhá. Em này rất là bẩn các bạn ạ. Nên phải chỉ cọ bằng tay. Wow. Hi, các bạn ơi. Một em cần cầu cứu hỏa này. Đấy. Cần kéo được này. Hơi già các bạn ơi. Hôm nay mình rửa được hơi bị nhiều đồ chơi luôn này các bạn này. Bye bye các bạn nha.